Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Xót thương cảnh bà Nga và Hải đăng tại bệnh viện. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Sau tai nạn vô cùng khủng khiếp, cả hai chị em nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Hải đăng hay tin tức thấp gọi cho bà Nga, cô Út và chạy thẳng vào bệnh viện khi vẫn khoác trên mình bộ đồ cưới. Trong lúc y tá đang nhanh chóng đẩy cả hai vào trong phòng cấp cứu, Hải đăng thấy được bàn tay có đeo chiếc nhẫn cầu hôn mà mình đã tặng cho Minh Anh. Cứ nghĩ đó là vợ sắp cưới của mình, Hải đang cố gắng nắm lấy bàn tay đó, cho đến khi nó được đưa vào phòng cấp cứu, thì anh mới chịu buông ra. Cả hai chị em nằm trên chiếc băng ca, máu me, khắp người và băng kín khuôn mặt. Hải đang không hề biết rằng, người mà Hải đang vừa mới nắm tay, không phải là Minh Anh, mà chính là em gái của cô ấy. Tình trạng của Mỹ Anh và Minh Anh vô cùng nguy cấp. Trong lúc đó, Hải đang liên tục túc trực tại bệnh viện để nghe tin tức từ bác sĩ. Anh không màng ăn uống, cứ thơ thẩn ngồi rồi lại đứng, lâu lâu lại về nhà tắm rửa, vệ sinh rồi sau đó ngay lập tức quay trở lại bệnh viện. Điều này khiến ông Khánh và bà Dung vô cùng đau lòng. Ông bà nhất quyết tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hai chị em nhà Minh Anh. Bà Dung khuyên con trai dù có đau buồn cách mấy thì cũng phải giữ sức khỏe. Hải đang không ngờ rằng, ngày cưới của Minh Anh đáng ra phải là ngày vui nhất của tất cả mọi người. Nhưng lễ cưới còn chưa kịp diễn ra, thì cô dâu và em gái của mình đã xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ cũng thông báo là tình trạng của hai chị em rất nguy hiểm, mong người nhà có thể chuẩn bị tinh thần. Nhưng Hải Đăng đã nói với bác sĩ rằng, dù có phải tiêu tốn hết bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng phải cứu cho được hai chị em. Nhưng vấn đề ở đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà vết thương của hai chị em rất nghiêm trọng. Những mảnh vỡ của gương đã làm khuôn mặt cả hai không còn lành lặn. Trong hai người, bác sĩ bảo đã một người tiên lượng tốt, còn một người vẫn còn hôn mê sâu. Tiên lượng xấu, khả năng do người này đã che cho người còn lại nên bị nặng hơn. Bà Nga là người đau khổ không kém, hai đứa con bà đùng một phát xảy ra tai nạn. Niềm vui ngày con gái lên xem hóa bỗng chốc tan vỡ. Nhìn hai đứa con nằm bất động trên giường bệnh, mặt bị hủy hoại hoàn toàn mà bà không cầm được nước mắt. Bà Nga nắm tay và gọi các con dậy, tỉnh dậy đi con ơi, dậy để còn làm đám cưới. Mẹ chỉ có hai đứa, lỡ có chuyện gì mẹ không sống nổi đâu. Không khí vô cùng ảm đạm, tất cả đều cầu cho phép màu có thể xảy ra để cả hai được an toàn. Hải Đăng thì cứ im lặng, tay cầm lấy cô gái đeo nhẫn và lẩm bẩm trong vô vọng. Người này theo Hải Đăng là vợ mình, anh cầu trời Minh Anh có thể tỉnh dậy và hai người sẽ có một đám cưới tuyệt vời. Anh nguyện thề nếu có phép màu, Hải Đăng sẽ làm mọi thứ để Minh Anh hạnh phúc cả cuộc đời còn lại. Liệu niềm mong ước của bà Nga và Hải Đăng có giúp hai cô gái tỉnh dậy? Hải Đăng có nhận ra sự nhầm lẫn tai hại khi người đeo nhẫn không phải là hôn thê của mình. Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới, like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.